ta tìm hiểu đó là hàm rank, tức là hàm này sẽ trả về thứ bậc của cái số mà chúng ta chỉ ra trong cái dãy này, nó sẽ đứng ở vị trí thứ mấy trong dãy. Ví dụ chúng ta thấy cái dãy từ 15, 8, 9, 53, 176 này, nếu như sắp xếp theo giá trị giảm dần thì số 176 sẽ có là vị trí là thứ nhất. Còn nếu như sắp xếp tăng dần thì số 176 sẽ có giá trị là thứ năm. Thì hàm rank sẽ trả về như sau. Chúng ta gọi rank chỉ ra một số cần tìm. Số này bắt buộc phải là số có xuất hiện trong dãy số. Nếu như số chúng ta đưa vào có giá trị nằm ngoài dãy số thì hàm sẽ báo lỗi. Ví dụ chúng ta gọi 176. Sau đó chúng ta xác định cái vùng dữ liệu cần xem xét. Ở đây cái tham số thứ ba là order này sẽ quyết định cái kiểu sắp xếp của dãy số là tăng dần hay giảm dần. Nếu như chúng ta để không nhập vào để mặc định thì Excel sẽ tự động hiểu rằng cái dãy số chúng ta mong muốn sắp xếp theo kiểu giảm dần, và chúng ta enter thì số 176 có giá trị là thứ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ xét cái thứ tự của số 176 trong cái dãy có giá trị tăng dần thì sẽ có giá trị là bao nhiêu, thì chúng thứ tự là bao nhiêu. Chúng ta sẽ gọi rank 176 và tìm thứ tự của số 176 này trong dãy từ B27 đến F27, và cái dãy này sẽ sắp xếp theo chiều giảm dần. Chúng ta gõ vào số 1, đóng ngoặc. Như vậy sẽ trả về là giá trị là 5. Và các bạn có thể tìm cái số 9 hay số 15 có giá trị, có cái số thứ tự là bao nhiêu trong dãy, thì chúng ta gõ rank 15. Chúng ta gọi rank 15 và chọn vùng dữ liệu và đóng ngoặc, enter. Như vậy đối với một dãy sắp xếp giảm dần thì 15 sẽ có giá trị là có số thứ tự trong dãy là 3.